À, xin kính chào quý anh chị. Chào anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Ha. Video hôm nay Điện Máy Ha sẽ chia sẻ với anh chị và một vài cái kinh nghiệm mình xử lý những cái tình huống mà nồi nấu phở của chúng ta trong quá trình sử dụng nó sẽ có thể xảy ra một vài lỗi. Thì Điện Máy Ha hôm nay sẽ chia sẻ với anh chị và cũng như là hướng dẫn quý anh chị cách khắc phục một vài lỗi cơ bản trong quá trình sử dụng mà em nghĩ rằng là bất kể anh chị nào cũng nên biết, để chúng ta biết cách để khắc phục và cũng như là cách vận hành nó cho nó đúng đúng quy trình kỹ thuật cũng như là đúng với cái yêu cầu của sản phẩm, để đảm bảo sản phẩm chúng ta luôn luôn vận hành nó hiệu quả cũng như là an toàn. Đây là một trong những cái yêu cầu và những cái tiêu chí của chúng ta khi chúng ta mua sắm sản phẩm để sử dụng. Đối với dòng cái chủ đề hôm nay, đầu tiên chủ đề này em sẽ nói về các anh chị là một cái lỗi có thể hay gặp nhất và phổ thông nhất cho anh chị, đó chính là cái lỗi mà nồi nấu phở nó không nóng. Đấy. Ví dụ khi sau khi mua về mà sử dụng một thời gian mà đùng một phát hôm nay đến ngày lúc mà cần về sáng nay còn phải đun rồi mà nồi nấu phở nó không nóng, thì chúng ta sẽ kiểm tra lỗi là ở đâu và nguyên nhân ở chỗ nào, thì video này thì Mai Hà sẽ giải đáp thắc mắc đấy cho quý anh chị. Trước tiên em sẽ nói về cái dòng giống như cái một chiếc nồi nấu phở mẫu em để ở đây, là chị sẽ thấy là phần hệ thống điều khiển điện liền. Đối với những điện tử điện rời nó cũng tự như vậy nhá, kích thước nó đều như vậy hết. Thì những sản phẩm như vậy thì khi bắt đầu chúng ta đầu nối điện, thì đối với như ví dụ như cái nồi điện liền thì bên em có một cái dây cắp nguồn đây. Khi dây cắp nguồn này để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật coi bên Điện Máy Ha yêu cầu ấy, thì sẽ được kết nối với những cái ví dụ đây là một cái chiếc cầu giao điện, đây là dòng cầu giao điện loại 60A. Đấy. Ngoài ra quý anh chị có thể kết nối dây điện nguồn của nồi nấu phở với những cái automat như em đang cầm ở đây, automat loại 40A. Đấy, thì nó sẽ sử dụng được. Đấy, thì cái lỗi đầu tiên em nói đó chính là cái lỗi nồi nấu phở không nóng. Thường thì trong sử dụng, đấy, nếu như mà các dòng nồi nấu phở thanh nhiệt như cái nồi mẫu điện máy A2 ấy, thì bên trong nồi nó có hai thanh nhiệt, ít khi xảy ra cái tình trạng mà hai thanh nhiệt chết cùng nhau. Chính vì vậy mà đối với cái lỗi này, quý chị cần chuẩn bị cho em một cái dụng cụ cơ bản, ví dụ như là một cái bút thử điện. Đấy, ở vùng nào, địa phương nào cũng đều có hết bút thử điện chị nhá. Ngoài ra thì các chị có thể chuẩn bị thêm một cái tua vít này và một cái mỏ nết. Đấy, mình làm nghề thì nên có một vài cái dụng cụ để mình có thể sửa chữa hoặc là gọi là bảo trì được. Thì đối với cái lỗi đầu tiên là cái lỗi nồi nấu phở không nóng, thì khi những cái nồi nấu phở mà nó được kết nối với lại những cái automat như này, như em ta cầm ví dụ đây, đấy, dây cắp nguồn thì sẽ được kết nối với lại cái dây cắp nguồn này, thì sẽ được kết nối với lại cái hai cái chân. Đây là điện một pha chị nhá. Điện phổ thông đa phần 80% quý chị sử dụng nồi nấu phở ấy, thường dùng điện một pha. Một pha thì dây chỉ có hai lõi như này, có hai lõi thì sẽ có một dây gọi là dây mát, một dây gọi là dây lửa. Thì chính vì thế mà hai dây này sẽ được kết nối với lại cầu giao điện một pha như này. Thì khi mà anh chị mà buổi sáng hay là khi bắt đầu vận hành nồi mà thấy nồi nó không nóng ấy, thì anh chị hãy dùng một cái bút thử điện kiểm tra cho em xem. Cái lỗi này thường nguyên nhân chính do một là do những cầu giao điện này nó bị chập cháy, nó bị quá tải, nó đứt cái phần chì ở trong. Đây, ví dụ như cái cầu giao này, anh chị thấy ở trong này nó có hai cái chân chì. Nếu hai chân chì này nó đứt một trong hai hoặc đứt cả hai thì cầu giao này nó cũng không hoạt động được. Đấy. Hoặc là đối với những cái cầu giao automat cũng thế. Automat này cũng vậy, khi mà nó bật lên mà anh chị không cảm giác nó không muốn nặng mà không nghe tách một cái nữa, thì cầu giao này thường là automat này thường hỏng rồi. Đấy, thì khi cách xử lý như nào thì các anh chị chuẩn bị cho bút thử điện này và chúng ta kiểm tra hai cái chân. Ví dụ mình kiểm tra hai chân, trước tiên mình kiểm bước một mà ta kiểm tra hai chân trên của cái cầu giao điện, kiểm tra xem là hai chân trên này mà nếu một bên sáng đèn sẽ đèn đỏ bút thử điện này này và một bên không sáng thì là ok, là điện cấp chúng ta đến đây là đến cái hai tiết điểm trên cầu giao này là vẫn có điện đầy đủ. Tiếp theo quý chị đóng cầu giao điện lên cho em và kiểm tra hai chân dưới của cái cầu giao điện hoặc là automat. Đây, nếu như mà một trong nếu mà không cả hai chân này, một chân thì là sáng đèn đỏ, một chân thì sáng sáng đỏ hơi mờ mờ, hoặc là cả hai chân không có tín hiệu gì,
thì chứng tỏ là cầu giao là mình lỗi. Đấy, nếu như mà cả một chân mà sáng đèn đỏ đỏ rực và một chân sáng hơi hơi mờ mờ đỏ thì chứng tỏ là cái một tiếp điểm dây của chúng ta, dây mát là bị cháy hoặc là bị đứt ở một giữa trường nào đấy phía trước cầu giao điện, thì quý vị cần phải kiểm tra cái dây mát tiếp điểm phía trên atoma trên này hoặc là phía đầu ngoài cột công tơ điện đấy. Còn đối với cái lỗi mà cả hai chân khi chúng ta thử bút tiết điện vào đây, trường hợp thứ hai là thử cái bút tiết điện đây chân không chân nào sáng đèn thì chứng tỏ là dây nóng của chúng ta, một dây nóng của cái dây điện nguồn cũng bị đứt rồi hoặc bị cháy giữa trường rồi, ta cần phải kiểm tra cái lỗi đấy. Đây là cái lỗi đầu tiên và cái là thường xảy ra là cái việc mà khi nồi nấu phở ta đóng điện, đóng cầu giao lên bật hay là bật atoma lên mà nồi nấu phở không nóng tí nào, thì cái lỗi này thường là do có thể là cháy cầu giao điện này hoặc là cháy atoma, cháy atoma và có thể là đứt dây nguồn đấy. Đây là cái nguyên cách chúng ta kiểm tra là dễ nhất, là anh chị thể lần theo này cho bút thử điện vào thử các chân này xem là nó giống như cái yêu cầu mà vừa nói không, ví dụ một bên cả hai bên đỏ cả hoặc là không đỏ tí nào thì như vậy là chiếc atoma của chúng ta hỏng hoặc là dây nguồn của ta bị đứt đấy. Đây là cái lỗi cơ bản nhất mà cũng hay gặp, chính vì thế mà quý chị cần phải lưu ý chúng ta có thể xử lý nhanh được tại nhà mà không cần phải đến có thể không cần thợ điện mà cũng không cần phải đến kỹ thuật quá xuất sắc mới xử lý được. Lỗi này rất cơ bản, chỉ cần trong nhà có đàn ông hoặc là có con trai thì người ta xử lý được rất là nhanh gọn và dễ dàng. Khi các chị xem video này thì các chị sẽ đáp cách xử lý những cái lỗi đầu tiên, cái lỗi hay gặp nhất, vì trong trình dụng hầu như ai sẽ có lúc phải gặp cái lỗi này. Hy vọng rằng em cung cấp thông tin và đã chia sẻ với anh chị cách khắc phục cái lỗi đầu tiên trong trình dụng một chiếc nồi nấu phở, là lỗi nồi nấu phở không nóng nước, không đun sôi được đấy, không nóng tí nào đấy. Cũng là cái nồi này, trong nồi này nó không nóng một tí nào khi mình bắt đầu bật điện lên. Thì hy vọng rằng thông tin đem lại cho anh chị là hữu ích và nó sẽ giúp anh chị là khắc phục cái lỗi cơ bản này trong quá trình sử dụng. Xin cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh cũng như là theo dõi kênh của Điện Máy AHA. Cảm ơn các anh chị.